Xin chào cô chú anh chị, chào các bạn. Đây là lô đất có tổng diện tích đất đang sử dụng thực tế là hơn 20.000 m2, tức là hơn 2 ha, còn diện tích đất đang thiện trong sổ là gần 2 ha. Thửa đất này bám khoảng 300 m mặt tiền đường đất này nha mọi người. Đường này là đường đi chung của làng của xóm. Đường này đường thông. Có cách từ đây chúng ta đi ra tới đường quốc lộ 14A thì chúng ta chỉ mất đúng 500 m nha mọi người. Trên mảnh vườn của chúng ta thì đã có sẵn nhà ở với đầy đủ điện nước. Có cách từ đây chúng ta đi về trung tâm trường chợ thì chúng ta mất khoảng là 4 cây số. Mảnh vườn của chúng ta ấy thì nằm giáp ranh giữa hai xã, đó là xã Thuận Hạnh và xã Thuận An của huyện Đắc Min nha mọi người. Thuận Hạnh của Đắc Song và Thuận An của Đắc Min. Nằm rất là gần với đường quốc lộ 14A. Cái đường đất đó thì xe du lịch gầm cao gầm thấp, mùa mưa chúng ta đều vào tận vườn được nha mọi người. Trên mảnh vườn thì bác chủ nhà cơ bản đã phủ kín hết cây trồng, bao gồm có hai loại cây chính là cà phê và hồ tiêu, xem vào đó là sầu riêng và bơ nha mọi người. Mảnh vườn của chúng ta thì có một cái hồ rất là rộng ở phía dưới, đường nước thì mênh mông. Về cơ bản thì mảnh vườn này có nguồn thu nhập tương đối cao nha mọi người, bởi vì hồ tiêu của mảnh vườn này có tận 1.600 trụ như thế này nha mọi người. Còn cà phê của chúng ta thì có 1.400 cây. Đường đất đi qua mảnh vườn của chúng ta thì chia mảnh vườn của chúng ta ra làm hai nha mọi người. Tức là mảnh vườn của chúng ta sẽ có hai sổ nha mọi người, một sổ ở phần phía trên đường và một sổ ở phần phía dưới đường. Hiện tại thì mình đang quay ở phần phía trên, và cái phần phía trên này tiêu của chúng ta thì rơi vào khoảng là 1.100 nha mọi người. Còn ở phía dưới thì chúng ta có khoảng 500 trụ tiêu nữa, thì tổng cộng tiêu của chúng ta là 1.600 tiêu. Và toàn bộ tiêu thì đang cho thu hoạch chính hết. Một cái mảnh vườn có nguồn thu chủ đạo, chủ lực từ tiêu và cà phê. Tiêu rất là đẹp, được bác chủ nhà trồng thẳng hàng. Tiêu cao từ 4 đến 5 mét. Và năm nay thì cái lượng trái cũng rất là sai, báo hiệu cho cô chú, anh chị và các bạn chúng ta một mùa vàng bội thu. Tiêu tuyệt không lấy quả nha mọi người. Trái cực kỳ sai. Mảnh vườn này thì có thế đất thoải nhẹ từ trên xuống dưới, chất đất là đất đỏ pha gian. Nước nôi thì mênh mông ở phía dưới. Hình ảnh về hồ thì mình sẽ được gửi tới cô chú, anh chị và các bạn ở phần cuối của video này nha mọi người. Ưu điểm của mảnh vườn này đó chính là thế đất đẹp, cây trồng đẹp và nằm gần đường quốc lộ 14A nha mọi người, và cũng khá là gần với lại trung tâm trường chợ. Nếu như cô chú, anh chị và các bạn chúng ta mua mảnh vườn này về thì bây giờ cô chú, anh chị và các bạn chúng ta tới ở và chúng ta thu hoạch luôn nha mọi người. Một mảnh vườn quá đẹp về cây trồng. Địa chỉ của thửa đất nằm tại xã Thuận An, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, nằm giáp ranh với lại xã Thuận Hạnh của huyện Đắk Song. Từ đây đi ra quốc lộ 14A thì chúng ta chỉ mất 500 mét thôi, và đường thì xe du lịch gầm cao gầm thấp, mùa mưa mùa nắng chúng ta đều vào tận sân nha mọi người. Tiêu cực kỳ sai trái. Hiện tại thì mình đang đứng ở phần đất ở phía trên nha mọi người, tức là phần đất từ nhà đổ lên đấy. Còn cà phê đông đặc ở phía dưới nha mọi người. Lát nữa thì mình sẽ di chuyển xuống phía dưới và mình sẽ quay về cà phê để cô chú anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận về mảnh vườn. Thì tới đây mình cũng xin được báo giá luôn để cô chú anh chị và các bạn, những người có tầm tài chính phù hợp mà quan tâm tới mảnh vườn này, một mảnh vườn rất là đẹp, nằm gần quốc lộ, cây trồng đẹp, thấy đất đẹp, thì hãy liên hệ với mình nha mọi người. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 2.500.000.000 có thương lượng. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì cứ liên hệ với mình để mình dẫn tới thăm đất thăm vườn và trực tiếp trao đổi giá với bác chủ nhà. Một mảnh vườn quá đẹp về cây trồng. Đây là đường đi chung nha mọi người của làng của xóm, và cái đường này chính là cái đường chia mảnh vườn của chúng ta ra làm hai, một sổ trên và một sổ dưới. Thì cái phần đất ở phía dưới thì bác chủ nhà trồng xen giữa hồ tiêu và cà phê. Tuy nhiên ở dưới này thì đa phần là cà phê hết nha mọi người. Chúng ta chỉ có 400 trụ hồ tiêu ở phía dưới này thôi. Thế đất là nhẹ dễ chịu. Ở dưới thì chúng ta có hồ. Một mảnh vườn xứng đáng để cô chú anh chị và các bạn chúng ta về đây chúng ta làm nông nghiệp. Ở dưới này thì chúng ta có 400 trụ hồ tiêu, còn lại là hết cà phê nha mọi người. Tức là cà phê đã phủ kín vườn. Và cà phê của mảnh vườn này thì như cô chú anh chị và các bạn chúng ta thấy được rồi, đa phần là cà phê mới. Bước vào năm thứ tư và năm thứ năm nha mọi người. Qua năm thì mảnh vườn sẽ cho thu hoạch mạnh về cà phê. Bác chủ nhà cũng trồng sen cơ bản sầu riêng vào hết vườn rồi nha mọi người, bởi vì mảnh vườn của chúng ta nằm ở vị trí khuất gió, rất là thích hợp để cô chú anh chị và các bạn chúng ta, những người mà đam mê cây ăn trái, chúng ta trồng vào đây những loại trái cây mà cô chú và các bạn chúng ta ưa thích nha mọi người. Quan trọng hơn đó chính là bây giờ vào cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ thu hoạch được hồ tiêu và cà phê, và từ hai nguồn thu này thì năm nay chắc chắn rồi cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ thu hồi được một số vốn tương đối cao. Tới đây thì mình cũng xin nhắc lại thông tin của thửa đất một lần nữa để cô chú anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận. Tổng diện tích của mảnh vườn này là 2 hecta, hơn 2 hecta, diện tích đất đang thiện trong sổ là gần 2 hecta. Sổ của chúng ta gồm 2 sổ, một sổ trên đường và một sổ ở dưới đường. Sổ của chúng ta đều hiển thị đường cấp phối nha mọi người, đều thể hiện đường đất hết. Và cái đường đất đi qua mảnh vườn của chúng ta tính cả trên cả dưới thì rơi vào gần 300 mét. Trên mảnh vườn của chúng ta thì đã có sẵn nhà xây, có đầy đủ điện nước. Vị trí của thửa đất nằm tại xã Thuận An, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông, nằm giáp ranh với xã Thuận Hạnh của huyện Đắk Song. Từ đây chúng ta đi ra tới quốc lộ 14A thì chúng ta mất đúng 500 mét. Còn từ đây chúng ta đi về trung tâm trường chợ thì chúng ta mất khoảng là 4 cây số. Mảnh vườn của chúng ta thì có hồ tưới mênh mông nước ở phía dưới. Trên mảnh vườn thì bác chủ nhà đã phủ kín cây trồng, bao gồm có hồ tiêu, cà phê, xem vào đó là ít trái cây như là bơ, là sầu riêng. Mảnh vườn này nằm ở vị trí khuất gió, có thế đất là nhẹ, thế đất rất là dễ chịu để cô chú chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 2.500.000.000 có thương lượng. Cô chú chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở trên màn hình. Cô chú anh chị và các bạn xem đến đây cũng đừng quên nhấn vào nút like, đăng ký và bật chuông để ủng hộ mình. Thao tác này thì mất của cô chú anh chị và các bạn chúng ta chỉ 1 đến 2 giây thôi, nhưng nhờ có thao tác này thì cô chú anh chị và các bạn mới không bỏ lỡ bất kỳ một video nào từ kênh của mình. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Đây là một trong những mảnh vườn rất là đẹp, có cây trồng đẹp, có thấy đất đẹp, có nhà cửa điện nước đầy đủ và nằm gần quốc lộ, một mảnh vườn rất là tiềm năng để cô chú anh chị và các bạn chúng ta đầu tư. Tới đây thì thời lượng của video này cũng hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn ở những video tiếp theo.